Xin kính chào quý vị các bạn. Như các bạn đã biết, để vận hành cũng như sử dụng hệ thống đường ống nước một cách hiệu quả thì việc bố trí trên đường ống các van nước là không thể thiếu. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn về các van nước của tòa nhà nơi tôi đang làm việc. Hệ thống van chặn của đường ống cấp nước xuống được bố trí trong các trục kỹ thuật. Từ đây, nước đi qua van chặn vào khu vực sử dụng nước. Van chặn này có mục đích là phòng các trường hợp đường ống xảy ra sự cố, ta khóa van chặn này để xử lý sự cố. Ngoài hệ thống van chặn, tòa nhà còn được lắp đặt van giảm áp. Van này có nhiệm vụ giúp giảm áp lực nước trong đường ống, không làm vỡ đường ống cũng như làm hư hỏng thiết bị sử dụng nước. Kế tiếp là van một chiều có tác dụng bảo vệ đường ống, cho phép nước chỉ đi qua một hướng nhất định và ngăn cản dòng nước chảy theo hướng ngược lại. Cuối cùng, tôi xin giới thiệu về van điện từ và van gạt. Van điện từ được lắp đặt riêng cho hệ thống màng ngăn cháy. Khi có sự cố, van điện từ sẽ mở ra và cấp nước cho màng ngăn cháy. Van gạt được lắp đặt song song với van điện từ. Khi van điện từ không hoạt động, thì ta sử dụng van gạt để cấp nước cho màng ngăn cháy. Trên đây tôi vừa giới thiệu về các bạn về hệ thống van nước của tòa nhà nơi tôi đang làm việc. Xin kính chào quý vị và các bạn.